Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với cả Hà Com. Mình là Hoàng. Và hôm nay sẽ là chương trình Q&A số thứ 38 rồi. Ui, đã được gần 40 số rồi anh em ạ. Và chương trình Q&A này sẽ là chương trình với cái mục đích là trả lời các hỏi của anh em về các vấn đề liên quan tới máy tính, liên quan tới công nghệ, liên quan tới laptop, CPU, RAM, các màn hình của anh em. Và để có thể được trả lời câu hỏi một cách nhanh chóng nhất và trả lời câu hỏi một cách kỹ nhất, hay là được dễ dàng lên trên chương trình nhất, thì hãy để cái comment của bạn ở dưới cái video này luôn nhá, thì mình sẽ dễ dàng gọi là theo dõi hơn. Còn bây giờ thì hãy cùng bắt đầu với câu hỏi đầu tiên nào. Câu hỏi đầu tiên là câu hỏi của bạn Baby Chloe. Bạn ấy hỏi là 13400F đi với cả B760 được không ạ? Thì B760 ấy là chiếc mainboard được đẻ ra để dành cho những cái main, đó là những chiếc CPU đời 13. Và nếu mà anh em mua thì đúng là nên mua B760 thật để đảm bảo rằng chuẩn nhất. Nhưng để tiết kiệm nhất ấy, thì vẫn nên mua B660 nhá. Vì B660 cái hiệu năng, cái sức mạnh, cái mindset, cái feature set, những cái tính năng của nó không khác gì với cả B760 cả. Không mất Gen 3 hay không mất Gen 4 hay không mất Gen 5 hay gì hết. Nó có bao nhiêu thứ thì nó sẽ vẫn y hệt như thế. Chỉ có cái là nó còn được thêm cả Octane cơ. Đấy, Octane nếu mà anh em nó dùng. Thì để có thể tiết kiệm hơn thì mình khuyên rằng bạn nên dùng B660. Đó. Câu hỏi thứ hai của bạn Tứ Hề Buggy. Bạn hỏi là bộ này anh còn giá bộ này còn không anh, giá tất cả bộ trên như video là 30 triệu anh. À, bạn đang hỏi trên video là bộ máy tính trắng nhất. Thì câu trả lời của mình nhá, là nếu mà là tất cả các thành phần như vậy thì tại thời điểm lắp máy của video ấy là 30 triệu. Nhưng bây giờ thì sẽ còn khoảng tầm 28, 27 thôi, bởi vì là giá thị trường đã giảm đi một chút rồi. Nhưng có một thứ chắc chắn là sẽ không còn, đó chính là chiếc card màn hình. Chiếc card đấy thì sẽ không còn đâu. Thế mình nhớ hình như là chiếc 3060 Ti hay gì ấy. Nhưng bây giờ ấy, bạn có thể nâng lên, đó chính là chiếc 4070 phiên bản màu trắng khác. Nó sẽ cao hơn một chút, tức là bạn sẽ phải nâng budget của mình lên khoảng tầm 35 triệu, khoảng tầm 35 triệu, 36 triệu gì đấy, thì mới được một bộ máy full trắng có cả 4070 Ti, 4070 thường. Còn chứ nếu mà bây giờ mua nguyên như bộ của mình ấy thì sẽ không còn đâu bạn nhá. Câu hỏi thứ ba của bạn Fonzaki. Bạn hỏi là mình đang dùng một con màn Cooler Master GM34CW có 2 pixel gần nhau bị tắc màu, luôn hiện màu xanh. Vậy thử chữa trên mạng các kiểu không được, bạn có cách nào chỉ mình với? Mình không biết là luôn chỉ tắc màu xanh là như nào. Tức là ví dụ như là bạn bật màu đen thì nó cũng chỉ là màu xanh, hay là bạn bật màu trắng thì nó chỉ màu xanh, hay là bạn bật bất kỳ màu gì nó chỉ màu xanh. Nếu mà bạn bất kỳ màu gì và màu trắng mà nó chỉ hiện ra màu xanh ấy, tức là bạn đã bị dính dead pixel rồi. Mà dead pixel này thì là dead pixel hơi kiểu lạ lạ một chút, là dead chỉ dead màu đỏ và một màu xanh khác, tức là còn dư lại đúng màu xanh kia của bạn. Thì theo những gì mình biết của chính sách bảo hành Cooler Master ấy, thì nếu mà hai màn hình của bạn có ít nhất 2 điểm dead pixel và 2 điểm đấy cách nhau 15mm thì là bạn có khả năng được bảo hành. Thế nên nếu mà bạn thử đo nhá, xem là cái khoảng cách của hai cái pixel đấy nó có 1.5cm không. Nếu mà là phổ 1.5cm thì đem ra cơ sở gần nhất của Cooler Master để bảo hành nhá. Nên lợi dụng những chính sách bảo hành, bởi vì bạn đã mua phải sản phẩm lỗi mà, chứ không phải là do lỗi của bạn. Đây là do lỗi của nhà sản xuất, do lỗi của tấm nền từ nhà sản xuất. Thế nên là hãy đi ra bảo hành nhá, hãy lợi dụng tốt cái chính sách đấy. Ok, thứ ba đã xong rồi. Thứ tư của bạn Layer, câu hỏi thứ tư, thì bạn ấy bảo là lên 12400F thì giá bao nhiêu? À, bạn đang hỏi về cái bộ máy tính 15 triệu của mình. Thì cái bộ máy tính 15 triệu đấy nó sẽ có cấu hình, đó chính là i3-12100F này cộng với cả 3060 nhá, 15 triệu nhá, 16GB RAM, vân vân và vân vân. Nói chung bộ máy khá là tốt. Thì bộ máy đấy nó sẽ có một cái mức cấu hình khá ổn rồi. Nhưng nếu bạn muốn nâng lên i5-12400F ý, thì cái con CPU đấy đang cao hơn chiếc i3-12100F khoảng tầm 1.660.000 bạn nhá. Và nhưng 1.160.000 là ok, nhưng mình nghĩ rằng bạn vẫn nâng lên thêm cả main nữa. Tức là bây giờ cái main của mình đang khoảng tầm 2 triệu thì bạn nâng lên khoảng tầm cho mình là một con main 2.8-2.9 đi. Tức là nếu mà bây giờ bạn muốn nâng lên CPU i5 thì mình nghĩ rằng bạn nên chi khoảng tầm 2.5-2.8 cho cái sự upgrade của mình. Tức là khiến cho bộ máy này thành bộ máy gọi là một bộ máy 18 triệu đấy. Cũng ổn thôi về cái mức hiệu năng và mức card mình nó sở hữu. Ok, tiếp theo bạn câu hỏi thứ 5 này là của bạn Dũng Minh. Hỏi là ủa
sao lúc lắp SSD khác mà cuối video SSD lại khác? Cái này thì rất là có thể dễ dàng trả lời bằng cái câu hỏi câu trả lời như này. Đó chính là chiếc SSD chúng mình lắp là một chiếc SSD trống, một chiếc SSD không có gì cả. Và để có thể test game ấy thì chúng mình sử dụng cái SSD của chúng mình, và trong đó thì đã có Windows rồi, đã có game rồi, và không cần phải lo lắng về cái vấn đề là cài lại game hay gì hết. Cho nên là rất xin lỗi bạn nhá. Nếu mà bạn cảm thấy rằng là ủa, scam hay gì không? Không, không bị scam, mà cái SSD đấy chỉ là cái tác dụng để test game thôi. Và đó, tiện lợi cho bạn xem, đúng không? Chứ làm gì bây giờ mà chúng mình lại phải cài game lại, cài Windows lại cho chiếc SSD đấy thì đúng là rất mất thời gian và khó mà có thể đưa cho các bạn một câu trả lời chuẩn chỉ và nhanh chóng, đúng không? Tiếp theo, câu hỏi thứ 6 của bạn Vince. Bạn hỏi là ai giúp mình với được không? Mình đang dùng con laptop này để chơi Valorant FPS bị giật, mà chơi Minecraft 60 FPS cũng tụt xuống năm mấy. Chờ không... đây nhỉ? Nếu không... À, giật lá lác nếu mà không cắm sạc, FPS không được 60, setting được lâu hết. Thì câu trả lời đầu tiên nhá, là chắc chắn khi mà không cắm sạc thì chiếc CPU của bạn sẽ không chạy max tốc. Bởi vì chiếc laptop của bạn, theo như mình biết là bạn đang comment dưới cái video của chiếc chiếc laptop MSI Modern 15 hay Modern 14 ấy, thì chiếc laptop đấy là một chiếc cạc, một chiếc CPU không có cạc rời mà chỉ có cạc onboard. Và dù là có cạc onboard hay cạc rời thì bạn đều bắt buộc phải cắm sạc vào thì mới tận dụng được 100% hiệu năng của chiếc CPU và chiếc cạc của nó. Thứ hai nữa, chiếc CPU này là một chiếc CPU có cạc onboard ổn trong tầm giá. Cạc onboard của nó mạnh hơn những chiếc CPU khác nhưng không thể nào mạnh bằng một chiếc cạc rời được. Và hiệu năng của nó chỉ đủ ổn cho những tựa game MOBA, những tựa game FPS nhẹ, những tựa game gọi là không AAA, chỉ 1A đấy, và ở mức là 720p low 60fps trở lên nhá. Thế nên là bạn đang mua một chiếc laptop cho văn phòng cơ mà, có mức giá 12 triệu, 11 triệu thôi mà, không thể nào đạt được mức hiệu năng cao cấp như thế đâu, bạn Vinh nhá. Và cuối cùng thì của bạn Quan Minh, bạn hỏi là có màn 32 inch cong 144Hz không AD? Câu trả lời là có. Và hiện tại thì chiếc màn hình với mức giá rẻ nhất, đồng thời tốt, khá là tốt, thì đó chính là chiếc Odyssey G5 của Gigabyte, của Samsung. Và chiếc đấy thì có kích cỡ 32 inch. Em đấy thì tấm nền VA nhưng mà mình nghĩ rằng cũng khá là ổn đấy. Cũng 32 inch, cũng cong và cũng 144Hz như mong cầu của bạn. Và đó là 7 câu hỏi trong chương trình Q&A số thứ 38 của chúng ta. Chương trình này sẽ được phát sóng vào lúc lúc 7:30 thứ 7, và với 7 câu hỏi như mình đã nói các bạn nhé. Mình là Hoàng và rất cảm ơn anh em đã xem video này, và hy vọng gặp lại anh em tại video sau nhé.